Thảo Ngân xin kính chào quý vị thính giả đã quay trở lại với podcast của báo Sức khỏe và Đời sống. Ngày hôm nay của quý vị thế nào ạ? Nếu đang đứng ở ngưỡng cửa 30 hay đã từng đi qua nó, thì hãy giúp Ngân trả lời một câu hỏi. Tuổi 30, bạn có cảm thấy chênh vênh hay không? Nếu được trả lời thì Ngân sẽ trả lời là có. Mình đã nghe những câu chuyện của những người trẻ ở 30 tuổi. Họ không biết là hiện tại có đang đi đúng đường hay không, không biết tương lai của 3-4 năm sau sẽ như thế nào. Sẽ là những người phụ nữ, một nách hai con, sẽ chăm lo vun vén cho tổ ấm của mình, hay vẫn đang loay hoay tìm một công việc phù hợp, loay hoay tìm một người thật lòng yêu mình. Nhưng rồi mình nhận ra rằng, tuổi nào mà chẳng tranh vênh. 14 tuổi tranh vênh vì không biết có đậu cấp 3 hay không, ai sẽ là người đồng hành cùng mình qua những năm tháng ấy. 17 tuổi tranh vênh vì không biết đam mê của mình là gì, sở trường của mình là gì để lựa chọn một ngành học phù hợp. 22 tuổi thì tranh vênh không biết lựa chọn một công việc mình yêu thích hay một công việc ổn định, ở lại thành phố hay bỏ về quê để gần bố gần mẹ. 24 tuổi vừa gánh trên vai áp lực vì tiền, vì cuộc sống, vừa lo tìm cho mình một người phù hợp để lập gia đình. Và từ ấy trở về sau, bạn sẽ cùng với vợ chồng của mình chăm sóc và nuôi dạy con cái, băn khoăn rằng không biết làm sao để nó nên người. Như vậy bạn thấy đấy, sẽ không có câu trả lời nào cho câu hỏi làm thế nào để không tranh vênh, nhưng chắc chắn sẽ có đáp án cho câu hỏi làm thế nào để bớt tranh vênh. Một câu nói mà mình rất tâm đắc đó là nếu tóc còn xanh, máu còn nóng thì ngồi một chỗ để làm gì? Nên là tuổi trẻ thì hãy cứ vất vả, nhẫn nhịn, cố gắng một chút, để ít nhất sau này khi không còn phơi phới khỏe mạnh như tuổi 28 đôi 10 thì sẽ bớt chênh vênh và bớt lo hơn về vấn đề tài chính. Bạn có nhớ câu chuyện của một cậu bạn thân năm 17 tuổi thường nói rằng nếu năm 30 tuổi mà mày chưa kết hôn với ai thì tao sẽ lấy mày làm chồng. Chúng ta vẫn luôn có suy nghĩ rằng tuổi 30 chính là hạn chót cho một cuộc hôn nhân, hay đó là thời gian để lấy cậu bạn thân năm ấy. Một câu nói nghe tưởng chừng đùa vui là vậy mà khiến nhiều người phải nghĩ ngợi. 30 rồi, liệu không kết hôn thì có sao không? Dù bạn có là người lạc quan với chuyện tình cảm bao nhiêu đi chăng nữa, có muốn sống đời độc thân như thế nào, thì ở tuổi 30, sự tự tin ấy cũng bị lung lay bởi những người xung quanh. Nếu bạn là người không muốn có con, thì trong đầu sẽ hiện lên câu hỏi, liệu có nên có con khi còn phù hợp? Dẫu muộn quá rồi thì mình biết phải làm sao? Còn những người mong muốn có một gia đình thì ở ngưỡng cửa này không chỉ khiến họ hoài nghi về bản thân mà còn thực sự là tuyệt vọng. Nhưng ngay cả khi bạn có gia đình thì cuộc khủng hoảng của tuổi 30 với những tranh vênh về tình yêu và gia đình cũng không hề buông tha. Có những người thường xuyên vật vã vì tình cảm gia đình sau 3 năm kết hôn cũng chẳng còn như xưa. Cô bạn cũng thường than thở. Hắn không còn hôn tao mỗi buổi sáng nữa rồi. Phục vụ thằng Bin mỗi ngày cũng khiến tao mệt mỏi, chứ hơi sức đâu mà lãng với chả mạn. Đi kèm đó cũng là những lời thở ngắn than dài vì thân hình xổ xề mãi chẳng về dáng sau sinh. Thế đây, có thể có người nhìn đám bạn và thèm khát một gia đình nhỏ với cậu con trai 5 tuổi. Nhưng hội độc thân cũng thẳng thốt nhận ra rằng cuộc đời của phụ huynh đã khiến ai kia chẳng thể bắt kịp với chúng mình một đám bạn chưa lập gia đình. Không còn mơ mộng những giây phút của riêng mình nữa, khủng hoảng tuổi 30 nhìn đâu cũng thấy sự hụt hẫng. Một căn phòng trống hay căn nhà với tiếng khóc của những đứa trẻ cũng sẽ khiến bạn nhận ra rằng, mình đã đi qua những năm tháng tươi đẹp của cuộc đời thật rồi. Khi bạn mới 20, việc bạn làm gì cũng không quá quan trọng, miễn là bạn được trả tiền cho một công việc hợp pháp. Nhưng đến khi 30, mỗi sáng khi đi xe tới công ty và cùng chặng đường đó trở về nhà, bạn cứ miên man trong đầu câu hỏi, liệu đây có phải là điều mà tôi muốn? Giờ nhảy sang ngành khác có được hay không? Có quá muộn không nếu muốn quay lại trường học? Và sao làm mãi mà chẳng giàu nhỉ? Hay giờ kinh doanh cho giàu có? Những câu hỏi ấy cứ như dòng lũ cuốn văng bạn khỏi niềm vui của công việc. Không hẳn bạn quá chán hay không thích công việc đó, có thể bạn mới chuyển công ty mới được một năm thôi. Điều quan trọng ở việc bạn nhận ra rằng những người bạn cùng tuổi 30 của mình đã bỏ xa mình cả một quãng đường. Họ có thể có cả một gia đình, họ có thể trở thành quản lý, giám đốc hay có công việc riêng ở những vị thế được xã hội trọng vọng. Còn bạn vẫn đang cày cục và lẩm bẩm rằng không biết ngày hôm nay đã chấm công đủ chưa nhỉ? Tranh vênh tuổi 30 còn là những trường hợp tránh họp lớp,
để né đi những câu hỏi về lương, thưởng, về vị trí thăng tiến. Rồi những cuộc đi đám cưới của người khác cũng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết với những câu hỏi từ họ hàng đầy tính so đo. Bao giờ lấy chồng thế cháu? Tích lũy được bao nhiêu rồi? Bây giờ đầu tư cái gì? Hay bao giờ có nhà, có xe? Ai đó nói tiền không quan trọng, nhưng khi là đứa đi xe máy duy nhất trong một nhóm bạn đi ô tô, dần dần mình cũng tách ra những cậu bạn từng một thời vô cùng thân thiết. Đó chính là tranh vênh của tuổi 30, tuổi chật vật trong đau khổ vì những lần giá như. Bạn nhận ra rằng số điểm thời đi học cũng không quá quan trọng ở tuổi 30. Nhưng giá như hồi đó mình không tập trung vào những thứ khác, mà thay vào đó mình chăm chỉ học tập hơn. Bạn nhận ra rằng mình có một sự lựa chọn sai lầm cho sự nghiệp, nhưng chẳng thể bắt đầu lại từ đầu vì định kiến xã hội 30 là già rồi. Và dù có bắt đầu gì thì cũng chật vật để tìm được một chỗ làm mới. Tuổi 30 giằng xé giữa hai thái cực già và trẻ. Bạn biết khi mình còn 30 năm nữa để làm việc, nhưng lại quá già để bắt đầu một lĩnh vực mới vì phải cạnh tranh với những cô cậu tuổi 9X, thậm chí là 10X. Bạn còn trẻ vì dám mơ ước, nhưng bạn đã già khi nhận ra sai và sửa sai không còn là một lựa chọn ở tuổi 30 nữa. Vì cuộc đời đã đè sẵn lên vai bạn vô vàn những trách nhiệm. Bạn thấy mình còn trẻ khi từ chối những cơ hội thăng tiến vì muốn có nhiều thời gian để vui chơi. Nhưng khoảnh khắc nhận ra rằng kinh nghiệm và ý tưởng dày dặn hơn, ra dáng người đàn anh hơn trong công ty, thì lúc đó bạn biết mình đã già rồi. Đôi lúc cuộc đời bất công thật đấy. Điểm xuất phát của người này lại là vạch đích của người khác. Những thứ tưởng chừng là đương nhiên của người này lại là cả bầu trời mơ ước của người khác. Đó chính là suy nghĩ của mình vài năm về trước. Nhưng bây giờ nhìn lại thì mình vẫn thấy nó cũng đúng. Bởi đó là sự thật, là quy luật vốn có của cuộc sống này. Nhưng có một thứ thay đổi, đó chính là cảm xúc của mình khi nghĩ về những điều đó. Mình biết ơn cuộc sống này vì mình sinh ra là một con người bình thường, được nói cười, có ba mẹ để tâm sự, để báo hiếu. Nghe thì có vẻ cao xa, toàn là những khái niệm mà tưởng chừng ai cũng biết, nhưng thực ra biết và hiểu lại hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như chúng ta coi việc bố mẹ nuôi mình ăn học, dạy dỗ hay mua xe, mua nhà là điều đương nhiên, là nghĩa vụ mà hầu như bố mẹ nào cũng làm cho con cái. Đó chỉ là một tầm nhìn có phần hạn hẹp của bạn. Thật ra cũng dễ hiểu, bởi vì khi ta chứng kiến những người hàng xóm, những người họ hàng của mình cũng làm như thế với người con của họ, thậm chí là hơn thế. Nhưng nếu thử nhìn rộng ra một chút, có những hoàn cảnh mất cha mất mẹ khi còn chưa chào đời, hay dịch bệnh đi qua để lại biết bao nhiêu em nhỏ, làm lũ, lao động, mồ côi sống qua ngày. Cuộc sống hôm nay muôn hình vạn trạng, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chúng ta không thể biết được sâu bên trong đó họ có đang vui vẻ hay đang hạnh phúc, hay giàu có chỉ là đủ sống. Vậy nên trước khi ước vạch xuất phát của mình cao hơn để tuổi 30 bớt chênh vênh, thì chúng ta hãy biết ơn những gì mà mình đang có để biết cố gắng, nỗ lực cho những thứ trong tương lai. Những con người đến và đi trong cuộc đời ta cũng vậy. Một ngày đẹp trời nào đó, bỗng nhiên người ấy xuất hiện và đồng hành cùng chúng ta qua những cột mốc đáng nhớ của cuộc đời. Trải qua biết bao kỷ niệm cùng chúng ta, nhưng cuối cùng, nếu họ có rời đi mà không có một lý do gì cả, thì chúng ta cũng không hối hận, buồn bã hay tủi thân. Nhưng rồi đâu phải không có người ấy là chúng ta không cần sống, không cần làm việc. Thời gian cứ trôi, ta vẫn phải sống và tồn tại theo nhịp sống của thời đại. Thế mới nói, bất cứ ai xuất hiện trong cuộc đời đều có giá trị và ý nghĩa riêng. Có một số người dạy bạn cách yêu, có một số lại dạy bạn cách trưởng thành. Vậy nên hãy học cách trân quý những gì mình có và biết ơn những người bên cạnh, để có thể khi mất đi rồi, chúng ta sẽ không bao giờ phải nuối tiếc. Tới đây, podcast của báo Sức Khỏe và Đời Sống đã kết thúc. Tạm biệt bạn và hẹn gặp lại.